Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái mystery box đến từ Xiaomi. Và mình cũng thực sự khá là tò mò để xem bên trong này nó có những cái gì. Khi mà ngay từ bên ngoài cái vỏ hộp của cái mystery box này, các bạn đã thấy có một quả slogan chất chưa? Mời bạn trải nghiệm phép màu điện ảnh. Và cũng tò mò xem không biết nó là những cái thứ gì cả. Nên là ok, để chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra. Đó, ôi khá nhiều thứ. Có cái điện thoại với cả có cái gì đấy, của máy quay phim á. Ủa sao lại kính 3D á? Ủa xanh đỏ này các bạn. Sao có cái gì đấy? Ủa cuộn phim nữa luôn. Là sao ta? Mình biết là phép màu điện ảnh thì nó liên quan đến quay video rồi, nhưng mà liệu nó liên quan gì đến cái sản phẩm mới của Xiaomi ta? Ok, để xem có cái gì nữa nào. Mình ở đây còn có một cái gì đây? Gầy này, chạy này, điều gì sắp diễn ra đường phố phim. Ủa? Gầy này, chạy này, có một chút gì đấy mình nhớ cái phim Ròm. Đây cái điện thoại, cái mà mình quan tâm nhất đây các bạn. Xiaomi Mi 11 5G. Đấy, đây là một cái điện thoại mà thực sự là mình đang rất là mong chờ ở thị trường Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là nó có một cái trải nghiệm sử dụng rất là ok, hiệu năng, thiết kế 5G, và cái đặc biệt là cái camera của nó cũng đã được cải tiến rất là nhiều. Camera chính lên tới 108 megapixel, lại còn được nâng cấp rất nhiều thứ liên quan đến khả năng quay video và chụp hình. Và có lẽ là mình sẽ trải nghiệm cái điện thoại này sau. Và không thể thiếu được một cái cuối cùng. Đó, mình có cái gì đây? Mystery box này. Và mời bạn tham gia xem livestream Mi 11 phép màu điện ảnh sẽ diễn ra vào 19:30 ngày 25 tháng 2 tới đây. Và các bạn đừng bỏ lỡ chương trình này nhá. Ok, còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm Mi 11 5G. Let's go.